Chắc anh ấy đến rồi bố ạ. Đến thì mày ra mày mở cửa chứ mày đứng đấy mày sai phạt tao à? Dạ vâng ạ. Anh. Em, dạ con chào bác ạ. Ờ, đến rồi hả? Dạ bác ạ. Nếu anh phát điên quá. Ừ, anh biết mà, ngoan, tới anh nện được hai cái hết nhớ ngay. Rồi đi vào đi. Dạ bác ạ. À, như cậu biết đấy. Dạ vâng ạ. Là nhà tôi là chỉ có hai bố con ở với nhau thôi. Dạ vâng ạ. Nghĩa là sống trong một cái căn hộ chung cư mini nó chưa được 200 mét đâu. Ủa. Là không được rộng lắm. Ủa. Dạ. Thế là rộng rãi lắm rồi bác ạ. Kìa anh. Ơi. Sao lại gọi bố em là bác? Gọi là bố chứ. Bố cái gì gọi bác thôi. Anh mới chỉ đến đây sống thử. Đã cưới hẳn đâu mà gọi bố làm gì sớm. Phải không bác? Đúng rồi đấy. Dạ. Mới là sống thử. Nên là xưng hô như thế nào là quyền cho nó quyết định. Đấy. Nhá. Dạ. Bây giờ đi tôi giới thiệu phòng của cậu. Dạ vâng ạ. Dạ đây ạ. Đây vào đây. Dạ dạ. À, đây là cái phòng của cậu và con gái tôi ngủ với nhau. À dạ vâng ạ. Cái căn phòng này nó được thiết kế theo cái phong cách là châu Âu thời cổ đại. Dạ. Và nó được phối kết hợp với cái tông màu chủ đạo trẻ trung mang cái phong cách bị kích động. Ồ. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ, dạ. Cậu thấy được không? Dạ quá xuất sắc bác ạ. Mà tôi nói này. Dạ. Cậu nhìn nhá. Vâng ạ. Toàn bộ cái căn phòng này là lúc nào cũng sạch sẽ. Dạ. Tôi là tôi ghét nhất cái chuyện bẩn. À vâng ạ. Riêng về cái vấn đề này thì bác yên tâm. Cháu ở sạch sẽ từ bé ạ. Gọn gàng lắm. Được rồi, gọn gàng là tốt rồi. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì đi sang phòng tôi nhá. Dạ vâng. Rồi, đi. Dạ. Dạ vâng ạ. À còn đây. À, đây là phòng tôi. Vâng, bác. Bác này. Ôi, ôi, mày không dọn cho bố à? À, không phải. À, dạ. Đôi khi là cuộc sống có những cái vấn đề nó vội vã nên có những thứ mà không có chưa có kịp cất. À dạ vâng ạ. À. Cháu hiểu mà, đang đóng tháng nào chả thế bác. Nhưng mà nói chung ấy. Dạ. Là trước đây cậu ở nhà bừa bộn như thế nào tôi không được biết. Dạ vâng ạ. Nhưng đã đến đây là phải tuân thủ theo cái luật chơi ở đây. Dạ vâng ạ. Đi bẩm về báo. Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng. À, dạ vâng. Nhá. Vâng ạ. Và không được đi chơi quá 10 giờ tối. Ồ, 10 giờ tối phải về hả bác? Đúng rồi. Ở từ đợt trước cháu yêu với em nó toàn đi tới sáng, đâu thấy bác bảo gì đâu nhỉ? Ừ, vô lý. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Cậu phải chú ý đến cái những cái sửa đổi bổ sung phương pháp sống thời đại chứ. À dạ vâng ạ. Còn nữa đây này. Ôi, vẫn còn ạ, dạ. Tôi thì có tí tuổi rồi. Vâng ạ. Nên là rất là khó ngủ. Dạ vâng ạ. Nên cậu có làm gì con gái tôi thì làm cho khe khẽ nhá. À dạ vâng ạ. Chứ chỉ cần cạnh một cái thôi là tôi thức đến sáng luôn. À, riêng về vấn đề này thì cháu sẽ nhẹ nhàng ạ. Tốt. Yên tâm. Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ vâng ạ. Thế dạ. Cháu về phòng ạ. Dạ. Rồi. Bố tổ lại nghịch rồi.